Thôi, hay chào mừng mọi người đã trở lại với kênh thông tin của Metumay Media. Và hôm nay Metumay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để mà mình tháo một mainboard của đàn ra khỏi đàn và gửi về cho trung tâm để được sửa chữa. Như đây là một cái đàn 21 đang bị một cái lỗi, đó là bị mất nguồn luôn. Thì khách từ khắp nơi có thể gọi về cho mình, nhưng mà mình cũng không có cách nào để giải quyết những cái cây đàn như vậy, tại vì cây đàn thì rất là lớn và vận chuyển đi thì rất là khó khăn. Do đó thì mình thường hướng dẫn mọi người cách để mà mình mở cây đàn ra, sau đó lấy mainboard ra khỏi đàn, sau đó mình gửi qua đường bưu điện hoặc là gửi nhà xe về trung tâm. Thì cái cách tháo cái đàn 21 nó tương đối là phức tạp, do đó thì Metumay sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tháo cho đúng chuẩn. Rồi từ đó thì mình có thể tham khảo video clip này, mình tự tháo ra, mình gửi về, rút ngắn được cái thời gian vận chuyển hoặc là chi phí vận chuyển cho mọi người nha. Rồi mình sẽ bắt đầu. Rồi Tuấn em bắt đầu tháo đàn nha. Hay, mình đã quay trở lại với cái đàn 21 lỗi và hiện giờ cái đàn được khách báo là mất nguồn toàn bộ, không lên gì cả. Sau một thời gian sử dụng thì cái đàn 21 rất nhiều cây sẽ có cái hiện tượng này. Có hai cái bệnh rất là phổ biến trên 21, đó là bệnh bật lên chỉ có đèn led, đèn nền của màn hình sáng mà không có tín hiệu gì. Bệnh thứ hai đó là cũng là mất nguồn, nhưng mà chỉ có cái nút signal này sáng lên chớp một cái, sau đó là mọi thứ thấy không có gì hết, màn hình vẫn đen thui luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái đàn này nó rơi vào trường hợp nào nha mọi người. Mình tiến hành bật nguồn đó, mình bật nguồn thì mình quay lại đây, mình không thấy có hiện tượng gì hết. Tiếp tục mình kiểm tra lại lần nữa, mình tắt nguồn đi, sau mình bật lại đó. Thì hiện tượng này đang xảy ra với cái trường hợp của cái hàng mốt mình đang nhận của khách, đó là trường hợp nặng, đàn không có lên gì cả, mất luôn toàn bộ điện ở khu vực mainboard chính, cho nên màn hình không có sáng đèn này luôn và chương trình cũng không hoạt động. Thì bây giờ kỹ thuật sẽ bắt đầu tháo đàn ra và lấy mainboard ra khỏi đàn để mình xử lý ở trên cái bàn riêng của mình ở trên phía trên. Rồi mọi người cùng theo dõi nha. Xa cái tường quá thì mình có thể dời cái đàn vào trong tường một tí đó, mình dời sát vào trong tường một tí, rồi sau đó mình dời cái đàn vào trong, dời cái đàn vào trong xong rồi mình sẽ có vẻ như mình sẽ chắc chắn hơn, nó không làm ngã trong quá trình mình mở ra, chắc chắn đó. Như vậy là đây là một cái tư thế mở đàn 21 rất là phổ thông, rất là chuẩn để cho cây đàn nó có thể đứng vững chắc trong quá trình mình sửa, mình thao tác mà nó không sợ bị hư hỏng và những cái ốc hay là những cái dây nhờ bị kẹt lại trong quá trình sửa chữa rất là nguy hiểm, làm cho những cái lỗi xảy ra không mong muốn và nó khó tìm ra để lỗi để sửa chữa. Thì bây giờ kỹ thuật của mình sẽ tiến hành tháo cái nắp của cái mainboard ra. Đây là cái nắp của mainboard. Thì đây, trước khi tháo nắp mainboard thì các bạn phải rút các cái dây kết nối. Đây là dây của cái đèn màn hình. Và sau đó các bạn sẽ tiến hành tháo tất cả các con ốc theo những cái vị trí như mà kỹ thuật mình đang hướng dẫn các bạn. Okay. Mình sẽ quay kỹ lại. Khi đã mất ốc hoặc là
rớt ốc vào trong bộ phận của đàn thì rất là nguy hiểm. Thì đó, thao tác kỹ thuật các bạn cần phải chú ý hết sức. Sau khi mình tháo ốc, mình có thể để riêng ốc ra, ốc của vỏ riêng, ốc của main bore riêng nha. Đây là cái main chính của đàn. Sau khi đó tháo ốc đó, thì khi tháo ra các bạn hạn chế làm hư hỏng những cái keo dán ở đây, thì các bạn cố gắng làm sao đó cho nó đỡ hư hỏng như thế này là. Khi lọc ra rất là đơn giản thôi, các bạn có thể thấy này, ốp lại này, ốp lại xong mình lấy ra rất là tự nhiên thôi. Rồi sau đó mình có thể rút luôn cái giắc ở đây, rút luôn cái giắc ở đây ra. Rồi đi đặt lên khu vực đó đó. Rồi mình sẽ đem cái này đi để riêng ra cái bàn bên kia. Đây là một số cái giắc của đàn. Thì thường những cái giắc này nó có rất là nhiều loại giắc, nhưng mà cái nguyên lý chung của tất cả các loại giắc là hai loại, một loại có ngàm và một loại không có ngàm. Những cái loại giắc có ngàm thì mình phải tách ngàm trước khi tháo giắc. Ví dụ như kỹ thuật đang chỉ ở vị trí này, vị trí này sẽ có một cái giắc có ngàm thì kỹ thuật sẽ rút ngàm lên trước. Tại mình để xuống nè. Thường mình sẽ rút ngàm lên trước, rồi rút ngàm lên xong rồi mình mới rút dây nha các bạn. Đó, rồi nó dễ thôi. Ok. Và những cái sợi dây tương tự như vậy thì mình sẽ rút ngàm hết. Còn đây là sợi dây màn hình. Sợi dây màn hình này thì không cần phải rút ngàm mà rút trực tiếp nha các bạn. Rút trực tiếp lên, dùng lực rút trực tiếp lên. Đây, và sợi dây xanh này cũng vậy. Sợi dây xanh này cũng rút trực tiếp lên mà không cần. Khi rút dây thì bạn nhớ dùng ngón tay để mình giữ cái men lại để không có bị ven men. Đó, ok. Bắt đầu kỹ thuật sẽ rút tất cả các giấc. Sức cẩn thận những cái rắc có ngàm và nên chụp ảnh lại trong quá trình sửa chữa. Nếu các bạn chưa có kinh nghiệm thì có thể chụp lại và sau đó mình xem xét lại sau, hoặc là quay phim. Đây, cái đoạn này, đây là những một cái sợi cáp kết nối giữa mainboard và nút nhấn. Thì những cái dòng cáp này cũng rất là dễ hư hỏng, do đó bạn phải dùng một cái vật gì đó tương tự như cái nhíp mà kỹ thuật của mình đang xài. Bạn có thể tách ngàm bằng cái nhíp này, tách rất nhẹ nhàng thôi nha, để tránh làm gãy. Khi tách ngàm thì bạn nên giữ một cái ngón tay ở đây để không bị quá lực, giữ một ngón tay ở đây để không bị quá lực, sau đó mình tách ngàm ra đó, để nó có giới hạn lại cái việc tách của mình. Rồi, đúng rồi, mình sẽ tách rất nhẹ nhàng thôi. Hết sức lưu ý nha các bạn, cái giắc này mà nó gãy là sẽ gây ra một cái hiện tượng là nút nhấn của mình liệt rất nhiều. Đó, kỹ thuật của mình đang làm rất là chuẩn. Rồi, sau khi tách ngàm xong, các bạn cũng không cần phải tháo keo ở đây đâu. Mình chỉ cần tách hết các cáp ra, mình lấy hết các sợi cáp ra, chừa lại cái cáp của cái nút thôi. Đó, đây là một sợi cáp lớn cũng rất là khó xử lý, phải dùng tay để giữ lại và rút lên hết sức nhẹ nhàng nha các bạn. Những cái này là những cái cáp đời cũ và rất là khó mua, cho nên mình phải hết sức cẩn thận khi xử lý những cái đàn hàng mốt giống như vậy. Thì những cái cáp giống như vậy thôi, nó khi mà bạn rút lên không được thì bạn không sao đâu, những loại này mình cứ dùng cái tấn ngón tay mình giữ ở dưới, sau đó mình rút nhẹ lên là sẽ được thôi. Đó, rất là dễ dàng thôi nha các bạn. Ok, bây giờ kỹ thuật mình sẽ tháo 4 con ốc của cái men ra. Đây là những vị trí mà kỹ thuật đang chỉ. Rồi ok, mình sẽ tháo ra. Các bạn lưu ý phải tháo tất cả các cáp ra. Nó hơi khó nhưng mà mình đừng có bận tâm, mình chỉ làm đúng kỹ thuật là có thể tháo ra yên tâm hoàn toàn không thiệt. Rồi kiểm tra lại cái sợi cáp ở khu vực này một lần nữa, đảm bảo rằng sợi cáp này đã được xả cái ngàm rồi, thì lúc đó mình lấy cái men lên, sợi cáp sẽ tự rớt ra đó. Chứ mình không tháo đây, mình tháo đây là sau này cái sợi cáp này nó sẽ có vấn đề rất là nhiều, do đó mình phải giữ nguyên
giữ nguyên được cái kết nối cơ khí của người ta ở chỗ đây. Một khi các bạn tháo keo ra rồi thì keo này sẽ không còn dán lại được nữa, rất là khó xử lý. Rồi. Như vậy đó, thì cái member này mọi người có thể kiểm tra trước khi gửi, hoặc là có thể làm dấu vào trong member trước khi gửi cho công ty mình để đảm bảo cái quyền lợi là member của các bạn là của chính chủ, không bị đổi, không bị phá hoại gì đó. Thì MeToMe sẽ khuyến cáo mọi người đưa member vào trong một cái hộp nhựa mua ở siêu thị hoặc là chợ, sau đó mình gói gửi bưu điện hoặc nhà xe về trung tâm. Trung tâm sẽ xử lý các bạn các lỗi của main đàn 21 trong vòng từ 1 đến 3 ngày, sau đó gửi ngược về cho các bạn. Thì mọi người cố gắng làm sao đó tháo được theo cái hướng dẫn của mình, và sau đó đóng gói cẩn thận, liên hệ cho MeToMe để MeToMe hướng dẫn mọi người cái phương pháp gửi nhanh nhất và an toàn nhất về trung tâm. Trung tâm xử lý sửa chữa xong sẽ gửi về cho các bạn, và hoàn toàn là các bạn có thể tự tin đóng nắp, đóng main và cái đàn có thể hoạt động lại được. Hiện giờ thì MeToMe đã có tất cả các biện pháp xử lý trên main của cái hàng mốt, do đó các bạn yên tâm. Những cái main chưa qua sửa chữa, main ring, main gốc như thế này thì hầu như cái tỷ lệ thành công là 95%, rất là hạn chế tự sửa nếu các bạn không có kiến thức, và đặc biệt là hạn chế đưa ra các tiệm điện tử không có cái kiến thức vững về đàn hoặc là không thể test đàn cho các bạn. Thì lý do là khi mà người ta có thể sửa lên được nhưng người ta không thể sửa hết mình cho mình được. Đàn nó có thể phát sinh nhiều lỗi sau quá trình bị mất luôn, thì có thể rất là nhiều lỗi, từ lỗi phím, lỗi nút hoặc là lỗi hiển thị. Do đó chỉ có những cái trung tâm có uy tín, có trung tâm sửa chữa lâu năm chuyên về lĩnh vực đàn organ thì mới có thể giúp các bạn hoàn hảo được. Rồi. Xin chào các bạn, chúc các bạn thành công. Rồi, hai xin chào tất cả mọi người. Bây giờ MeToMe mình đã sửa xong cái main board lúc của khách lúc nãy. Một cái main board đã bị mất nguồn toàn bộ. Và bây giờ đã kỹ thuật đã xử lý xong và tiến hành ráp lại vào đàn cho khách. Sau đó test kỹ xong mình sẽ kiểm tra lại cái vỏ của thân vỏ của đàn, các khớp, rồi sau đó sẽ gắn ốc lại. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái main board vào trong khung thép và bắt đầu mình sẽ kết nối các dây. Các bạn chú ý là ngay giờ ở cái khu vực này thì mình nên kết nối trước. Rất là khó kết nối nha các bạn, nên mình làm cẩn thận. Rồi sau đó mình nhét vào. Đấy là những cái ngàm của đàn nó chưa khớp thì mình bắt đầu mình sẽ xả những cái ngàm ra. Ví dụ như vậy là cái ngàm nó chưa cái vào khớp, mình xả ngàm ra, mình sẽ đẩy thêm vô. Đó. Nếu các bạn không nên là gắn ngàm sớm quá. Đó. Khi nào mà mình thấy hoàn toàn xích vào trong thì bắt đầu mình mới gắn ngàm. Đó. Như vậy thì mình mới ok, mình bắt đầu mình đốt gài ngàm lại. Đó, như vậy đó. Ở bên đây cũng vậy. Nếu bạn thấy có thể mình có thể chưa có quen, sau này gặp những cái hiện tượng như vậy mình nhìn là mình sẽ biết ngay. Ok, thì bây giờ kỹ thuật sẽ tiếp tục gắn những cái rắc còn lại. Các bạn chú ý, cái đây là một sợi rắc bằng phím. Rắc bằng phím đàn thì người ta cũng đã làm dấu sẵn cho mình rồi, những cái sọc xanh nó tương ứng với lại cái mũi tên màu trắng. Thì khi mình lắp vào mình sẽ để ý những cái đặc điểm như vậy thôi. Rồi, cái này cũng không khó, cái này bên mình sẽ tiến hành làm nhanh.
đàn bây giờ đã hoạt động rồi nha các bạn. Đây mình sẽ chỉnh contrast lại. Đó, chỉnh contrast là chỉnh ở đây để cho cái màn hình hiển thị rõ hơn. Đó. Rồi. Rồi mình sẽ thử test phím nha. Oh, ok rồi, đàn ok rồi. Rồi mình test thử điệu nha. Rồi tiếng âm thanh cũng rất là hoàn hảo luôn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu gài kỹ lại cái main của đàn, main bo của đàn. Rồi sau đó mình sẽ đóng nắp cái đàn và giao cho khách luôn. À, chúng ta phải lật cái đàn lại đúng vị trí này nha các bạn. Gắn lại những con ốc mà mình đã tháo ra. À, chú ý những hai con ốc đen này mình nên gắn trước. Hai con ốc đen là ở vị trí của cục chống nhiễu. Thì sau khi mình đã gài lại giống y chang gần như là của hãng như thế này, các bạn cố gắng giữ nguyên cả những cái đường dây này nha. Ok hết rồi, thì đây bạn hãy chú ý cái 21 có hai sợi cáp này rất là nguy hiểm, nếu mà mình gài bị cắn á thì nó sẽ rất là mất thẩm mỹ, do đó mình sẽ đẩy vào trong. Đó, mình đẩy vào trong nha. Ok, bạn có thể đẩy vào trong như vậy đó. Trước khi mình gài nắp lại, rồi mình kiểm tra tất cả các dây nhựa lại một lần cuối cùng, đặc biệt là những cái lỗ chân ốc. Nếu mà cái lỗ chân ốc mà nó bị vướng dây thì nó sẽ gây cho đứt dây khi mà bạn gắn ốc vào. À, đúng rồi, à, như bạn đã thấy kỹ thuật viên của mình đang kiểm tra lại rất là kỹ các lỗ chân ốc. 21 sẽ có những cái lỗ chân ốc, đặc biệt chú ý những lỗ chân ốc chỗ đây và những cái lỗ chân ốc ở khu vực này. Có một cái này chỉ bạn chỉ cần gắn sai một cái thôi thì sẽ bị đứt ngay dây bàn phím liền, và cái đàn có thể rất là nguy hiểm, bị hư hỏng rất là nguy hiểm, do đó các bạn phải cẩn thận kiểm tra rất là kỹ trước khi đóng nắp. Rồi, cái đàn này là một cái đàn rất là đẹp và Mitsumi đã gắn lại gần như nguyên bản sau khi sửa chữa. Do đó thì cái chất lượng của cái việc sửa chữa này là rất là cao, và Mitsumi đã bảo hành cho khách từ 3 đến 6 tháng sau khi sửa chữa. Và bây giờ kỹ thuật sẽ đóng nắp của đàn và bắt ốc lại. Sai thì cái đàn của mình sẽ gặp sự cố rất là nguy hiểm, rất khó sửa chữa. Bạn phải kiểm tra tất cả những cái đường giáp máy của thân vỏ. Sau khi kiểm tra tất cả thì mình bắt đầu gắt ốc, mình không được vội vàng, những cái này mình làm hết sức cẩn thận nha. Các bạn có thấy một bộ ốc của đàn thường thường nó sẽ có những con ốc dài và những con ốc ngắn. Đối với lại 21 thì nó sẽ có hai con ốc dài đặc trưng. Thì thường những cái lỗ này, bạn nhìn vào những cái lỗ này, bạn sẽ thấy nếu mà có sự cố thì những cái dây nó sẽ bị mắc, nó sẽ thấy ngay. Do đó bạn phải kiểm tra các cái lỗ trước. Rồi, mà kiểm tra lỗ xong bạn có thể gắn ngay hai con ốc dài vào. Sau khi gắn cái dây rồi thì tất cả những cái ốc còn lại bạn có thể gắn xung quanh của cái vỏ đàn. Thì thường thường ốc ở đây thì mình phải chú ý những cái lỗ này đó. Đó, mình gắn đúng vị trí thôi, và bạn chỉ có kiếm một cái hộp giống như mình đây, bỏ tất cả ốc vào trong thì hạn chế cái sự mất ốc hoặc là làm thất lạc. Và dưới nền đất mình nên để thoáng
như ví dụ như vừa rồi kỹ thuật có thể làm rớt vài con ốc ở dưới đây, và mình nếu mà cái dưới sàn của mình quá nhiều thứ thì mình rất là khó tìm kiếm, thay vì như vậy thì mình rất là dễ tìm kiếm. Đàn này của khách nữ xài cho nên đàn rất là đẹp. Kỹ thuật của mình đang test lại phím đàn. Ok, hoàn hảo rồi các bạn. Hãy nhấn like nếu các bạn thấy video clip này có ý nghĩa, và đừng quên nhấn subscribe để biết thêm nhiều thông tin hữu ích về cách sử dụng các dòng đàn organ cùng những chia sẻ thú vị khác xoay quanh công nghệ đàn điện tử. MeToMe Media xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Goodbye.